xin được chào đón đạo diễn Minh Hương đang cùng đến với thảm đỏ của câu chuyện sắp nhân.
Wow, phải đọc tình cảm cho một tiên cố vị sắc nên mình hy vọng các bạn hãy quả thật nhiều những tình tiết thú vị để chúng ta nghe được mọi người nhiều tình tiết thú vị khán giả đến đọc ủng hộ trò cố vị sắc nhân. Thưa quý vị, bộ phim được sản xuất bởi nhà sản xuất Hoa Mai và nhà sản xuất Hàm Trần và được thực hiện bởi đạo diễn Hà Nam. Xin công hiến còn những bước nữa chúng ta sẽ cùng bắt đầu sự hoàn thành. Xin mời các quý vị cùng tập trung vào cái cuộc cảnh ngắn. Thưa quý vị, chúng tôi xin lưu ý để tránh mất phát hiện ra và các mô thuẫn, xin mời quý vị hãy cùng đọc cẩn trọng dự án hoa hàng của mình. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, để buổi tổ chức của chúng ta diễn ra thật thành công,
Dream.